Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và tập tiếp theo sẽ là vuốt sai bát 82 nhé. Muốn vuốt một kiểu tóc ưng ý, đầu tiên mình phải có cái sản phẩm mình ưng ý cái đã. Để đi xem lấy cái nào đây. Thôi không lấy cái này. Cái này. Để xem cái nào phù hợp với chất tóc này nhất ta. Cái này đi. Cái này nữa. Ok. A new age of possibility emerges.